có cái màu này đó, nhưng mà tôi cảm giác là nếu mà tôi đánh cái màu lên thì sẽ rất là ghê. Đánh màu lên thì sẽ rất là ghê đó mọi người. Không biết có ghê không? Kiểu như là da tôi nó không hợp ấy. Màu này là màu gì? Màu này là màu... màu gì đó xin? Nãy mới nói cam đất. Không phải, cam đất là cái này. Thế cái này là cái gì? Cam đất là cái này. Anh đánh lên đi xong anh đẩy ra em mới nhìn. Vậy hả? Để đánh lên xem cái màu này nè. À đánh đánh. Đây nè, cái da này giống da môi mình nè. Ở trong. Về đi hả? Ừ, cái da nào mà giống da môi mình á. Như vậy hả mọi người? Đúng không? Như vậy đúng không? Đó, cái màu này nó là cái màu này nè. Là cái màu gì đó. Thấy không? Để mình đánh thêm một cái này lên tay nữa nha. Mình đánh thêm một cái này lên tay nữa nha. 25 là đỏ mono, ừ, chả biết đỏ nâu hay là cái gì đó. Nhưng mà theo tôi thấy thì là cái màu 25 nó sẽ đẹp hơn nha. À, theo tôi thấy thì là cái màu này thì nó sẽ làm cái răng mình nó trắng. Còn cái màu này là hợp với những bạn mà make up kiểu như là cái tông mà nó nút nút, nó tây tây rồi kia đó mọi người. Chắc vậy. Chả biết gì về make up. Chả biết gì về make up ý. Thì cứ nói bây giờ đã bạn nào thích tông tây đó chưa? Thì thấy thích không? Mấy bạn mới thích tông tây thì cũng đẹp mà. Ai mà thích tông tây thì đó cho đó. Ừ. Nè. Dương có thích mấy bạn mới thích tông tây không? Dương á. Đẹp mà. Dương thích mỗi Lucy, Lucy make up như nào Dương thích. Sao nói tiếng miền Nam dữ vậy bà, đâu có giờ phải gì, giờ phải làm thế nào. Nếu mà em đặt hàng mà bị lỗi, nếu mà em đặt áo mà áo bị lỗi hay là bất cứ một cái lỗi gì do bên anh thì em cứ nhắn tin trực tiếp, bên anh sẽ đổi trả hàng 100% nhá, đổi cho em một cái sản phẩm mới luôn và tụi anh sẽ chịu tiền ship, em không phải tốn một đồng tiền ship nào cả nhé. Cảm ơn em. Gì online bán hàng như đi tấu hài thì người ta là cái gì là cũng phải có cái lần đầu tiên thì người ta đã biết gì về make up đâu. Hiện nay người ta lấy cho link để giúp đỡ mọi người thôi đấy, chứ cho mọi người đỡ phải đi kiếm thôi chứ tẩy cái nào còn xin cái link gì nữa để gắn lên môi khô quá. Ừ, môi này của anh, cơ địa của môi anh là nó khô mà. Môi Dương là phải đi bán son dưỡng môi. Đúng rồi, cái môi này mà ai đi bút son dưỡng môi là tuyệt vời. Sau nào mà chị được á thì cũng xin là người ta phải bút anh son dưỡng môi mới đúng. Linh son dưỡng đi anh ạ. Linh son dưỡng à? Chết không chứ. Có cái son dưỡng. Son dưỡng thì tôi hay mua của Dior mọi người ạ. Tôi xài của Dior, tôi không có Linh. Tôi xài ké người yêu tôi. Ừ, tại vì tôi xài ké người yêu tôi ấy, chứ tôi không có mua Shopee hay là mua trên TikTok mấy cái đấy, Linh nữa. Ờ, sọc bea đó. À, nào anh xin deal của Cocoon đi. Cocoon là cái gì ta? Cái hãng mỹ phẩm. Vậy hả? Được, để nào đi xin. Cocoon là bên mình quen ấy. Phải không? Ừ. Mình xin deal được á. Ừ. Xin deal được là cho mọi người nhiều deal ok lắm á. Tại vì bên đó là quen với CEO mình á. Áo này có bán nhưng mà chưa bán bây giờ nhá. Không bán luôn đi. Không phải làm cho mọi người thì làm tính là bữa mới bán xong, bữa mới sale dầm xong hôm nay lại lên đòi lại sale. Em cũng xài son dưỡng của Dior. Ừ, anh xài son dưỡng của Dior là anh xài ké hết. Thấy có người yêu và nó sướng mà, hiểu không? Mấy cái đồ mỹ phẩm này là mình được xài ké. Mà thi thoảng là có những cái đồ mà mình không xài ké được thì mình phải tự mua. Nhưng mà hầu như là cái gì mình cũng có thể xài ké được. Bye bye, em đi học bài đi, bye bye em nha. Bye bye em. Đó. Mua được nhiều chưa? Dương chả biết. Dương đăng lên thì sốc người ta được chứ Dương có được gì đâu. Mày đặt không có biết đánh son mà mày đặt lên chứ chia sẻ về son môi. Ờ, thì mình phải tập từ từ, lúc đầu mình cũng có biết bán áo đâu thì cái gì là nó cũng phải là có những cái bước đầu tiên. Đúng không? Mốt là Dương sẽ là chùm bán son Thảo Điền. Chùm bán son Thảo Điền luôn hả? Mốt là những cái nhãn hàng ấy sẽ phải nhờ Dương bán son.
thì mình xin deal cho mọi người, mình bán được nhiều thì mình xin được nhiều deal. Đúng rồi. Hôm nay xin được deal gì không? Đây hôm nay xin được, ủa hôm nay tính ra chả phải xin, tính ra đây lấy link cho mọi người cũng không phải xin. Hôm nào để xin cho cái mọi gì mọi người mua nhiều chưa? Chưa coi coi mọi người chốt đơn chưa? Dư không biết chứ, dư không biết thật. Ủa gắn link mà mình không biết hả? Ừ, mà gắn link là máy người ta nhảy số, chứ máy dư không nhảy số đâu. Thế à? Thì chat với người ta coi. Chứ nếu mà thí dụ mà Dương gắn link sản phẩm của Dương như Maximai thì Dương còn xem được. Bây giờ mà Dương, đây là Dương đang gắn link shop của người ta, nên là Dương không. Thì chat xong, ồ lộn, thì like xong rồi mình sẽ biết đúng không? Kìa ừ. Một người đang mua, kìa mua đi mọi người ơi. Cái dòng son này Trang biết mà đúng không Trang? Các bạn đang dùng nhiều lắm, học sinh sinh viên dùng. Ừ. Hợp với học sinh sinh viên tại cái giá này thì cái giá nó cũng là... rẻ. Cái giá này là thế hợp với học sinh sinh viên. Thế hai anh Vi cũng xài cái này nè. Biết sao thường á, học sinh sinh viên á là makeup không có đậm. Mà khi mà các bạn mà makeup không có đậm á thì bạn nên dùng một cái màu son đừng có nhạt quá, giống như Lucy nè. Lucy thường trang điểm sẽ mắt nó sẽ có hơi đậm đậm một xíu, thì mình đánh cái màu môi mình nhạt thì ok. Còn nhiều khi mình đi học á còn nhiều khi mà mình đi học á thì mình đánh sao mà nhìn đừng ngồi đang quán đang nói chuyện tiếng vui 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 đây nè, cả nhà nhìn thấy không? Nếu dựa một xíu mà cũng khó khăn á, những cái màu này á thì mà mình đánh cái gì biết không, mình đánh ít thôi, mình đánh nhiều quá thì giống như là nó sẽ đậm, còn ví dụ như mình đánh nhẹ thì nó sẽ ra cái màu nhạt hơn. Dạ yeah. Ừ thì thường nó vậy mà. Em dùng mãi sò màu số 2 năm không muốn đổi luôn, đẹp xỉu đấy. Bởi em này là hợp lý, là em mua cho anh một cây đi, mua cho shop một cây. Cái này của bên nào em? Hàn. Ê, tôi sắp đi Hàn rồi. Nhiều loại bên Hàn. Tôi sắp đi Hàn rồi. Dùng nhiều bên Hàn đúng không? Mốt tôi nghĩ là tôi sẽ không. Địa Hàn. Đây là một brand nội địa Hàn rất là hot nha mọi người. Tôi sắp đi Hàn rồi. Nên là tôi nghĩ là mốt là chắc là tôi không cần phải share link của ai nữa. Tôi sẽ tự sang Hàn xong rồi tôi mua son về tôi bán cho mọi người. Bước ra luôn. Đây. Cái gì? Đây đấy, người ta đánh cho mọi người coi để mọi người biết được nè. Bây giờ đang đánh tông cao đúng không? Bây giờ mình sẽ đánh cái tông nhạt nhạt thôi. Đánh lòng môi nè. Đánh lòng môi à? Đánh dương miếng rồi. Nhìn da mình nó sẽ trắng hơn nha. Cái này thì Lucy thấy là mình không có thể đánh má được luôn á cả nhà. Nhưng mà phải đánh khéo vào nha, với không nó bọt hai cục là đi nhấc ma người khác đây. Cái màu má với cái màu son là professional makeup. Đấy, xong rồi đánh thêm một tí mũi vô nữa. Thì cái má của mình, cái màu son của mình thì nên đi với cái màu má của mình thì giống như đó. Cái màu này cam, một cam hơi, cam cháy á cả nhà hiểu không? Lucy ơi, Dương bán được cho người ta 27 cây rồi, không biết người ta có mừng không? Chắc người ta sẽ bất ngờ lắm tự nhiên. Được 27 cây chứ sau. Thì người ta cũng phải trả tiền cho mình mà. Mình phải được trả 10% không đó. Ủa không biết có được 10% không nữa hay là bán đại gì bà. Chắc cũng phải được 10% mọi người. Mọi người mua ủng hộ đi. Mà đây. Cái son này là đang giảm bao nhiêu? Để coi coi đáng mua không? Đang giảm bao nhiêu? Giảm 155. 155 là ok mọi người ơi. Chỉ có 2 ly trà sữa thôi. Mà cái này đánh được bao lâu hả Trang? Xài lâu lắm, chị tay cây nó dùng lớn. Dùng thích lớn mà mọi người thấy hôm nãy lấy cái từ cái tay ra nè, mà chấm có tí xíu thôi là đã xong cái môi rồi. Rất là phù hợp với các bạn nào mà học sinh sinh viên mà đang muốn mà có một cái dòng son lì, hai dòng son lì mình có thể đánh môi đánh má được thì mình 135, 135 là chắc là những cái bạn nào mà được TikTok hỗ trợ. Ủa là gì? Mua lần đầu tiên thì sẽ được giảm thêm 20.000 nữa. Đúng rồi, đó 35 người đang mua mì mình thấy thì mình chốt luôn. Tại vì nó có 2 ly trà sữa mọi người, uống với bạn bè đú đỡn rồi cũng hết. Còn cái này là mình sẽ đi đú đỡn cờ rớt được nha cả nhà. Đó giống như mọi người ta thấy Lucy đánh trên môi nè, là mọi người có thể thấy nè, đánh nhạt thôi, đừng đánh đậm. Tại cái màu này là cái màu đánh lòng môi. Rồi mua thêm một cái màu base là cái màu mà viền môi của mình á. Cái màu viền môi của mình thì đánh nhạt, lấy cho chị một cây viền môi đi. Mình đánh nhạt cái viền môi mình lại một xíu thôi thì tự nhiên cái màu đó mình sẽ đánh được hai kiểu. Một là đánh full môi, hai là mình đánh lòng môi. Mà những cái bạn sinh viên học sinh đánh lòng môi rất là dễ thương. Đánh full môi nó già lắm mọi người ơi, nó già nếu mình mắc cúp mà hơi đậm đậm, tối mình đi quẩy đi hãy đồ đó, đi Icago đồ gần gần đây rồi đó, Indigo đồ đó, đi Comax này đó, đồ tùm lum la thì mình đánh đậm lên để mình tạo cái phong cách đậm đà không tay tay đó sang đó. Còn mà kiểu mấy bạn đi học thì đánh nhạt thôi, vừa vặn hài hòa, nhìn nó xinh xắn, nhìn gương mặt mình sáng sủa đấy. Đấy mọi người nhìn đây, là mọi người thấy này, Lucy zoom lại cho cả nhà coi nhé. Đủ zoom lại thì mọi người có thể thấy được rất là rõ cái màu môi hồi nãy Lucy mới vừa đánh luôn đó. Nhìn gương mặt mình tươi sáng không đâu bạn, tí ra tí bạn cái
này được. Dùng lại đi. Ờ. Không, cái xong. Cái cây cong vẹo. Ờ. Tấn Dương có xài không chị? Tôi vừa mới đánh. Để tôi đánh cho mọi người coi nha. Cái này là mình đánh cái gì môi một màu cam khác ngoài là nó ra một cái tông khác nè cả nhà thấy không? Ừ. Thấy không? Đó, xong mình đánh một cái lồng môi một cái màu khác ở trong. Thôi đừng có làm cái đó nữa, nó già lắm. Cái môi thì mỏng, cái môi thì mỏng thì đánh cái màu đó. Môi ai mỏng thì... Đó. Chỉnh ra để người ta coi. Tôi đánh lên cái là 40 người lên mua mà nãy giờ ông đánh nó có 2 người mua. Khùng quá. Nha cả nhà. Tôi đánh lên là cũng hai mấy người mua đó bạn. Người ta mua cho người ta xóa khỏi cái gỗ á.